Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nha. Và ngày hôm nay thì hiện tại em đang có mặt tại kho hàng ở trên tầng đây là trên tầng 2 các bác nhé, của cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam. Đây. Đấy, đây là một phần hàng thì đã chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 nhé các bác nhé. Đấy, thì dưới tầng 1 thì chỗ không đủ nên đành phải lên tầng 2. Thì hiện tại thì một số mặt hàng thì cũng đã chuyển lên tầng 3 nữa. Đấy, nó như mặt hàng nhẹ một chút thôi. Rất là nhiều hàng đấy, để cho các bác có thể đón Tết năm nay. Đấy, kia là một mẫu đẩy này, của DB Aquatic nhá, KD 500 đấy, phiên bản. Đấy, phần cái này cũng gọi là mặt hàng rất đẹp. Đấy, và em sẽ tí nữa em sẽ review đến các bác. Đấy, hàng mới về khoảng hôm qua thôi. Đây, loa GM này. Đấy, và TSG DK. Ok, vào clip ngày hôm nay thì em xin trân trọng được giới thiệu đến các bác một dòng sản phẩm mà bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam mới về. Đấy, sau khoảng một thời gian gọi là hết hàng cho các bác nhé. Và cũng rất nhiều các bác khách hàng hỏi. Thì hôm nay bên cửa hàng Hiếu Minh Audio mới về hàng được khoảng mấy hôm nay. Và em cũng xin được giới thiệu đến các bác một dòng sản phẩm, đó là PS Audio. Đấy, một chiếc nâng tiếng PS Audio V800 nha các bác nhé. Thì nhắc tới những dòng sản phẩm của PS hay là nói chung, thì thứ nhất là giá cả phải chăng này, và cái thứ hai là mẫu mã hình thức rất là đẹp, và cái thứ ba là dành cho các bác là chất âm rất là ok nha các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào để giới thiệu đến các bác này. Đây, thì nhắc đến một chiếc nâng tiếng này, chủ yếu là nhất là nó nâng giúp các bác nâng tiếng nhạc nhé. Còn nếu mà những có nhiều bác có thể dùng để nâng cả tiếng mic nữa, đó là khi các bác ghép ở dưới vang nhé, thì các bác có thể nâng được cả tiếng nhạc, tiếng mic cùng một lúc. Cái này nó có các phần căn chỉnh, nhưng mà thường thường sử dụng thì em khuyên các bác là nên dùng để căn chỉnh tiếng nhạc ở trên này thôi. Đấy. Nhiều cửa hàng thì nhiều bác cũng hỏi là dùng có số rồi có nên dùng nâng tiếng không, thì cũng tùy vào các bác nhé. Thì nếu mà các bác nghe cái tiếng nhạc nó hơi bị thiếu một chút chẳng hạn, thì các bác có thể dùng nâng tiếng để các bác căn chỉnh nhạc. Còn cái phần mic thì nó sẽ căn chỉnh ở trên, nó sẽ con vang nó sẽ xử lý nha các bác nhé. Còn nâng tiếng chủ yếu là để xử lý tiếng nhạc dành cho các bác thôi. Nếu ví dụ như đây là em sẽ giới thiệu đến các bác cái mặt đằng trước của cái chiếc nâng tiếng này, đó là có hai phần này, nó có ba phần. Thứ nhất là phần 1 này, phần 1 là phần channel 1 này, kênh 1 này, kênh 2 và một kênh dành cho sub nha các bác nhé. Thì kênh 1 thì bao gồm có là cái phần loud mic này, phần bass này, đấy, phần tơ này thì các bác để phần chung này, đấy, process này thì phần khóa thì các bác có để 12 giờ nhé. Còn phần này là phần giải cao này, đấy, phần chép. Đấy. Các bác có thể căn chỉnh rất là dễ dàng này. Và có một nút bypass ở đây. Thì nút này nó nút chung nha các bác nhé. Nếu các bác nhấn vào bypass thì tiếng nhạc nó sẽ không qua nâng tiếng. Còn khi các bác nhả ra này. Đấy, nhả ra thì tiếng nhạc này nó sẽ qua nhé. Và có các phần căn chỉnh như là low mic cũng ở kênh 2 cũng tương tự như kênh 1 này. Và đằng này thì có cả cái phần cắt súp này, dành cho các những bác cắt súp như là chỉnh volume của súp này. Đấy, rất là dễ dàng nhé, rất là dễ dàng căn chỉnh. Đấy, mặt đằng sau thì có các cổng cắm như là của hoa sen này và Canon nhé. Thì có phần hoa sen và Canon này, phần Canon này các bác có thể kết nối với vang này, và phần hoa sen này cũng tương tự như vậy, và phần nhạc vào nữa. Đấy, phần này là phần dành cho súp này. Đấy, một kết cấu của một chiếc nâng tiếng rất là đơn giản dành cho các bác bên cửa hàng Hiếu Minh Audio. Và giá hiện tại thì dao động của một chiếc nâng tiếng PS Audio này tại cửa hàng Hiếu Minh Audio rơi vào khoảng 1.200.000 đồng các bác nhé. 1.200.000 đồng thì các bác đã sở hữu được một chiếc nâng tiếng này. Thứ nhất là giá là phải chăng này, thứ hai là chất lượng tốt và đã được khẳng định trong những thời gian mà bên cửa hàng Hiếu Minh đã bán trong suốt những năm vừa qua nha các bác nhé. Quên mất là có một màn hình này, màn hình hiển thị ở đây. Đấy. Và hôm nay thì em review lại cho các bác một dòng sản phẩm của PS này. Phía mặt trên thì có các tem này, chứng nhận của hãng này. Đấy, tem này, tem chống của máy này.
và các tem xác thực chính hãng của PS Audio. Rồi ok, đó là một clip ngắn gọn để gửi tới các bác và cũng như thông báo như là hàng về chiếc nâng tiếng này dành cho những bác đang chờ đợi một chiếc nâng tiếng của PS Audio. Đấy, màu đen thì rất là dễ dàng phối ghép cho bộ dàn dành cho các bác. Và một clip ngắn gọn để gửi tới các bác nhé. Và nhân dịp đầu năm mới 2022, em xin chúc các bác này và gia đình mạnh khỏe, rồi giàu sức khỏe này, tiền vào như nước này. Và cái thứ ba là phải giữ được sức khỏe nhé. Có giữ được sức khỏe thì mới làm ăn tốt nha các bác nhé. Còn làm ăn tốt thì các bác mới tạo ra của cải và vật chất dành cho gia đình của mình và hàng nhé các bác nhé. Và clip ngắn gọn em xin kết thúc clip tại đây. Và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam nhé.